đỉnh cao của sự trì hoãn là gì? Là hí hửng mua bộ màu từ tháng 11 năm ngoái, mà tháng 4 năm nay mới thèm mở em nó ra. Bước 1, bóc tem cho các em. Nó lâu gì đâu. Bước 2, chấn lột các em. Làm người là phải biết tiết kiệm nha. Bước 3, cho các em một chỗ đứng. Tưởng tô được rồi đúng không? Nhưng không. Bước 4, khuấy đảo các em. Bước này lại lâu ẻ. Bước 5, sử dụng các em. Cuối cùng cũng xong. Hay ya.